Video này Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập trình giao tiếp USB trên máy tính. Thì ở đây Giang sử dụng cái phần mềm để lập trình là Qt, Qt, cái ngôn ngữ lập trình là C cộng cộng. Thì ở trong Qt nó không có hỗ trợ sẵn cái thư viện để chúng ta có thể lập trình giao tiếp USB được, mà chúng ta phải cài đặt thêm thư viện cho nó. Ở đây mình sử dụng cái thư viện là libusb 1.0, các bạn có thể gõ trên Google để chúng ta tìm. Rồi, ở đây mình sẽ chọn đến cái trang sụt for, đây là cái trang lưu trữ cái sụt mã nguồn mở. Nó có nhiều phiên bản khác nhau, thì ở đây mình có thể chọn download cái bản mới nhất hoặc là cái bản có nhiều người sử dụng nhất. Thì chúng ta lưu ý chúng ta download cái bản chính thức, chúng ta không có download cái bản RC, RC là bản chuẩn bị release thôi, sắp sửa release chứ không phải là bản chính thức. Thì mình lấy cái bản mới nhất. Rồi, trong đây nó có hai cái file nén. Thì cái file đầu tiên á, .bz2 á, trong này nó chứa luôn cái source code. Chúng ta về chúng ta phải tự build cái code này lại để ra cái file thư viện. Thì ở đây mình không sử dụng cái source code ha, mà mình sử dụng cái thư viện build sẵn. Thì mình sẽ download cái file thứ hai là file .7z, download cái file này về. Thì trong đây nó có cái file header và .h á, và cái file DLL, file thư viện liên kết động để chúng ta sử dụng. Thì mình download cái file 7z. Ở đây mình đã download sẵn rồi. Đây là cái file nén mà mình đã download về ha. Và sau khi giải nén ra thì chúng ta được một cái thư mục. Thì chúng ta quan tâm đến hai cái thư mục này và cái thư mục include, ba cái thư mục. Include nó sẽ chứa cái file header. Chứa cái file header chúng ta phải include vào trong Qt để chúng ta sử dụng. Tiếp theo là hai cái file DLL. Thì ở đây tùy theo cái trình biên dịch của chúng ta mà chúng ta sử dụng 32 bit hay là 64 bit. Thì đối với mình thì mình sử dụng bản 32 bit cho nên mình quan tâm đến cái thư mục min.gvk32 nè. Rồi, cái thư mục DLL, trong đây nó sẽ có hai cái file thư viện DLL để mình copy bỏ vào trong project của mình. Bây giờ mình sẽ tạo một cái project bằng Qt. Mình tạo mới một cái project này. Chọn là Qt Widget Application. Mình sẽ đặt tên cái project này là libusb scanboard. Thì bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta lấy ra thông tin về các cái board trên máy tính, xem máy tính của chúng ta có bao nhiêu board cái device USB đang cắm vào trong máy tính. Giống như lập trình giao tiếp UART vậy, thì ban đầu chúng ta cũng list ra là máy tính của chúng ta nó có bao nhiêu con COM. Thì cái thằng USB cũng vậy. Ban đầu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn list ra được là đang có bao nhiêu thiết bị USB kết nối vào máy tính của mình. Và mình chọn cái mà mình muốn kết nối tới. Sau đó mình transfer, trao đổi dữ liệu với nó. Thì ở đây chúng ta tạo cái project để chúng ta thử scan các cái board ở trên máy tính. Đó, thì ở đây mình sử dụng cái trình biên dịch là min.gvk32bit này. Đó, nó tương ứng với lại cái bảng hai cái thư mục mới nãy. Đây là thư mục 32bit, đây là thư mục 64bit. Nếu mà sử dụng 32bit thì chúng ta sử dụng cái file DLL trong thư mục này. Thì các bạn phải chọn cho nó đúng với cái phiên bản trình biên dịch của các bạn. Next. Next. Finish. Rồi. Thì ở đây Qt nó tạo sẵn cho chúng ta một cái giao diện. Mình sẽ thêm một cái nút. Thêm một cái nút vào đây. Nút này gọi là nút scanboard đây. Mình sẽ đặt tên cho nó. Bird button scanboard. Và chúng ta sẽ viết code cho nó trong cái sự kiện click. Go to slot click. Đây, khi mà chúng ta click vào nút nhấn thì nó sẽ chạy cái đoạn code ở trong cái ham này. Bây giờ để sử dụng được cái thư viện USB trong cái project này á, thì chúng ta làm như sau ha. Chúng ta sẽ click chuột phải vào cái thư mục sụt, chúng ta mở nó lên. Trong nó sẽ nhảy đến cái thư mục mà nó chứa cái project Qt của chúng ta ha. Sau đó chúng ta copy những cái file thư viện chúng ta bỏ vào đây. Rồi. Đầu tiên chúng ta nhớ tới là cái file .h, include libusb.h, copy bỏ vào.
Kế đến là hai cái file DOL. Copy, bỏ vào. Ngoài ra bây giờ mình sẽ chạy chương trình một lần đầu ha, để nó tạo cho chúng ta một cái thư mục view. Chúng ta đi đến cái tab project này. Chúng ta thấy đây là cái đường dẫn mà nó sẽ build xong cái file chạy, nó bỏ vào trong cái đường dẫn này cho chúng ta ha. Thì mình tìm đến cái đường dẫn đó, thông thường thì nó sẽ nằm trong cùng thư mục với lại cái thư mục chứa project luôn, nó sẽ tạo thêm một cái thư mục build nữa. Đây, build scanboard này, debug. Mình phải copy hai cái file DOL mình bỏ vào đây nữa. Các bạn thấy cái chương trình của mình sau khi build ra, nó build ra một cái file SE và nó bỏ trong thư mục này đúng không? Thì chúng ta phải copy hai cái file DOL này, chúng ta bỏ vào trong cái thư mục chứa file SE nữa, bỏ vào đây. Bây giờ chúng ta phải khai báo với thằng Qt rằng là chúng ta có sử dụng cái libgdb. Thì trong cái file chấm pro của nó này, nó chứa cái khai báo của cái dự án. Chúng ta khai báo vào đây, lib cộng bằng. Thì đầu tiên là đi đến thư mục hiện hành, sau đó sử dụng cái libgdb.dll. Thì mình tỏ đến cái file .dll cho nó. Cái file .dll này nó nằm trong cái thư mục hiện hành nè. Đây là cái từ khóa để lấy ra cái đường dẫn đến cái thư mục hiện tại của project. Sau đó chọn đến cái file lib gdb1.0.dll. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cần phải thêm cái file header file.h vào trong cái project này. Thì ở đây nó chưa thêm, chúng ta phải cộng thêm nó vào. Thì đây cái phần header này nó đã thêm file main window.h, chúng ta có thể thêm tiếp vào đây nữa là libgdb.h. Sau đó chúng ta build, chọn run vmax để nó chạy mất file. Lúc sau khi chạy xong mất file, nó sẽ chèn cho chúng ta cái file .h vào đây. Chúng ta thấy nó chạy thành công rồi. Sau đó chúng ta thử build xem nó có báo lỗi gì hay không. Đó, không có báo lỗi gì hết. Build thành công. Thì trong trường hợp của mình là build thành công, hơn trường hợp của các bạn có thể các bạn ghi sai đường dẫn hoặc là ghi sai tên file DOL gì đó thì nó sẽ báo lỗi. Giả sử mình cố tình mình làm sai nè. Run vmax build. Không báo lỗi gì hết. Thử clean nó lại xem. Build lại. Đó, trường hợp của các bạn có thể là các bạn sẽ gặp lỗi này, thì các bạn kiểm tra lại cái tên file các bạn đã ghi đúng chưa, rồi đường dẫn vân vân ha. Rồi ở đây mình sửa lại cho nó đúng ha. Bây giờ mình sẽ viết code trong cái file là main window.cpp. Thì code ở đây mình không có viết mà mình tìm trên Google. Google nó có sẵn những cái ví dụ ở trên đây. Thì các bạn tìm trên Google với cái từ khóa là libgdb1.0 example. Thì nó có một cái bài viết giới thiệu về cách sử dụng libgdb ở trong C++ này. Thì chúng ta vào trong cái trang web này. Ở đây cái trang web này người ta có hướng dẫn cho mình, có hướng dẫn cho mình, giới thiệu cho mình về cái giao tiếp GDB của cái thư viện libGDB. Rồi trong cái ví dụ ở đây người ta cho mình hai cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên là người ta sẽ scan ra tất cả các bọt trên máy tính, scan ra tất cả các device trên máy tính. Và cái ví dụ thứ hai là người ta truyền dữ liệu. Ở đây mình quan tâm đến cái ví dụ thứ nhất nè, là lít các bọt trên máy tính, tại vì mình đang làm là scan bọt mà. Thì cái suột này các bạn
đọc để các bạn hiểu thêm. Ở đây mình chỉ sử dụng lại cái chuột này thôi. Mình sẽ chọn sang cái mod view chuột để mình copy. Được rồi. À đây. View chuột. Ở đây nó có một cái file main, một cái ham main và một cái ham print device. Thì trong cái ham main này nó sẽ đi lấy ra danh sách tất cả các device có gắn vào trong máy tính. Sau đó nó sẽ gọi đến cái ham print device, nó gọi một cái vòng for này và nó lần lượt nó gọi cái ham print device để nó in ra thông tin của cái device đó. Thì cái code này các bạn về đọc thêm kết hợp với lại các bạn tìm hiểu thêm các cái hàm, các cái khai báo này ở trên Google. Ở đây mình sử dụng, mình copy cái nội dung của cái hàm main, mình bỏ vào trong cái sự kiện nhấn nút của mình. Ở đây nó canh là bị sai ha, mình chọn hết, mình nhấn Ctrl Y để nó canh lại cho đúng. Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy cái hàm print device này copy, Ctrl C copy, bỏ vào trong project của mình. Thì ở đây chúng ta không phải là ngày đầu tiên mới học lập trình, chúng ta không cần phải ngồi gõ lại, chúng ta chỉ copy và chúng ta biết cách sử dụng, chúng ta hiểu, chúng ta sửa lại cho nó chạy theo ý muốn của chúng ta là được rồi ha. Thì ở đây cái ham print device nó nằm trong cái lớp main window, chúng ta thêm cái khai báo lớp cho nó. Cái code người ta viết là code control, nó không có khai báo lớp gì hết, nhưng mà cái code ở đây mình viết theo kiểu giao diện, nó có sẵn cái lớp main window, cho nên cái ham print device này mình phải bỏ vào trong cái khai báo của lớp. Mình thêm vào trong cái khai báo của cái file main window.h này. Rồi, còn cái phần include, xem nó include cái thằng gì. Ở đây nó include IO stream để nó sử dụng cái hàm cin cout nè. Sau đó nó include cái file lib.h. Thì mình cũng làm tương tự như vậy. Tiếp theo là cái khai báo namespace std. Thì chúng ta khai báo thêm cái namespace nữa trong file window.cpp. Thì khai báo cái namespace này chẳng qua là để nó hiểu là mấy cái hàm cin cout nó sẽ thuộc cái namespace là std, thay vì chúng ta phải gõ là std 2.2. cin std 2.2. cout thì chúng ta khai báo luôn cái namespace std ở đây, thì chúng ta chỉ việc gõ cin cout là nó hiểu cái này là kiến thức cơ bản của sim cộng. Bây giờ mình sẽ build code luôn để xem nó có bao lỗi gì hay không, sau đó mình sửa view on. Rồi, nó có một cái lỗi return statement with no value. Thì cái ham main window on button scanboard click này nè, cái ham này nè, nó trả với kiểu void, nhưng mà ở đây mình copy code bên cái ham main kia cho nên nó trả với kiểu int return 1. Thì ở đây mình sẽ bỏ qua, mình chỉ return thôi. Ở đây cũng vậy nha. Thì chúng ta xem sơ qua về cái ham này ha. Nó sẽ có một cái khai báo con trỏ trỏ đến danh sách các cái device USB nè, một cái context, sau đó nó sẽ gọi cái ham init thư viện USB, rồi nó set cái level debug để nó set là có in ra những cái dòng debug của cái thư viện USB không á. Sau đó nó gọi cái ham là get device init để nó lấy ra tất cả các cái device USB. Sau đó nó dùng một cái ham for để nó duyệt qua tất cả các device và nó gọi đến tương ứng với mỗi device ấy, thì nó gọi đến cái ham print device để nó in ra thông tin của cái device đó thôi. Sau khi in xong thì nó sẽ free cái biến chứa danh sách các device USB đi, rồi gọi cái ham
exit để thoát khỏi, giống như là để đi init cái thằng lib git bi vậy ha. Thì ở đây có hàm init thì tương ứng ở đây nó sẽ có cái hàm exit. Còn cái hàm print device thì nó sẽ đọc cái descriptor ở trong cái device USB lên. Thì mỗi cái device USB chúng ta tạo ra khi chúng ta cắm vào máy tính á, thì nó phải giống như cái tờ giấy khai sinh của nó, nó phải có một cái gọi là cái descriptor để nó khai báo với máy tính là nó là cái gì, thiết bị gì, mã số VD, BD là bao nhiêu, rồi có bao nhiêu endpoint, vân vân. Thì cái đó người ta gọi là descriptor. Sau đó nó lấy cái config, rồi sau đó nó lấy cái interface, rồi lấy thông tin đi endpoint vân vân. Thì ở đây chúng ta chạy lại, chúng ta có thể build lại và chúng ta chạy xem nó chạy được chưa. Rồi, nó chạy được rồi nè. Bây giờ mình nhấn vào nút scanboard. Thì mình thấy sau khi mình click vào nút scanboard nó bị văng chương trình ha. Nó bị treo chương trình. Thì ở đây nó in ra được một số thông tin, là sau khi nó in ra cái này xong thì nó treo chương trình. Thì để mình coi nó treo ở đâu. Mình sẽ search cái dòng. Cái dòng cuối cùng nó in ra trước khi mà nó bị văng. Đây, dòng này. Thì chúng ta thấy nó nằm trong cái hàm là print device. Ở đây nó in tới đây. Device class, vendor ID, product ID. Vendor ID, product ID. Đây, nó in tới đây thì nó bị văng chương trình. Thì mình sẽ xem xét cái đoạn code ngay phía dưới đó. Thì code bắt đầu từ đây trở đây này, có thể những cái dòng code này làm cho chương trình của chúng ta bị văng. Thì ở đây nó khai báo một cái con trỏ để lấy cái config, gọi cái hàm get config descriptor truyền vào cái con trỏ config, sau đó sử dụng cái config này. Thì ở đây cái hàm này nè, ở đây mình nghi ngờ cái hàm này nè. Thì ở đây trường hợp cái hàm này nó trả cái kiểu in để nó cho biết là cái hàm này có lấy cái config thành công hay là không. Nhưng mà sau đó người ta không có check là cái hàm này có lấy thành công hay không, mà người ta đã sử dụng nó ở phía dưới rồi. Thì trường hợp cái hàm này nó trả về không thành công đó, thì thông thường cái config nó sẽ rỗng, nó không lấy được cái config. Sau đó xuống dưới đây, cái config rỗng mà chúng ta đi sử dụng nó thì nó sẽ làm chương trình của chúng ta bị văng. Ở đây mình if thêm if cái thằng này mà trả về là bằng không á, thì một cái hàm trong CC cộng cộng thông thường trả với bằng không là thành công. Các bạn search thêm cái tên hàm này ở trên Google để chúng ta biết thêm về nó. Ở đây mình đã xem qua rồi. Mình so sánh là nếu nó bằng không, nó thành công thì mình sẽ thực hiện cái đoạn code ở đây. Còn nếu mà nó khác không thì thoát luôn. Ở đây cái này mình để ra ngoài đi. Cout and line and line and line là in ra ba cái xuống dòng. Tại vì mình muốn là mỗi lần mà nó in ra cái device á, có thể là nó không lấy được cái config nhưng mà nó vẫn in ra được những cái dòng này nè. Thì tới đây nó cũng phải xuống dòng ba dòng, sau đó nó mới in ra các dòng tiếp theo. Cho nên cái cell and line này mình sẽ đặt ở ngoài, có lấy thành công hay không thành công gì cũng xuống dòng hết. Bây giờ mình chạy lại chương trình. Scanboard. Lúc này chúng ta thấy nè, nó sẽ lấy ra được cái device ở trên máy tính của chúng ta. Tại đây trên máy tính mình đang có 9 device. Device đầu tiên nè. Thì cái device này nó không có thông tin gì phía dưới, tức là nó lấy về cái config khác không rồi. Nó lấy cái config bị lỗi cho nên nó chỉ in ra được cái dòng này thôi. Tương tự như vậy, device thứ 2 nè, thứ 3 nè, thứ 4 nè, thứ 5 nè, thứ 6 nè, thứ 7 nè, thứ 8, thứ 9, tổng cộng có 9 device.
Thì nếu mà chúng ta làm kỹ nữa thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến, chúng ta lấy ra cái mã lỗi ở đây nè, sau đó chúng ta xem cái mã lỗi nó trả về là số mấy. Và chúng ta search trên Google là cái hàm này nó trả về những mã lỗi nào tương ứng với là cái số nó trả về là lỗi gì. Chúng ta đi điều tra từng chút, từng ly, từng tí như vậy ha. Thì lâu ngày chúng ta sẽ run cái sử dụng cái thư viện thôi. Ở đây mình chỉ demo cho các bạn, cho nên mình sẽ không lấy cái mã lỗi ha. Rồi, các bạn thấy mình tìm thử xem trong chính cái device này có cái bo của mình hay không. Thì cái bo của mình bữa trước mình đặt cái product ID là 1 ha, thì có thể nó là cái dòng này nè. Nhưng mà cái window ID này mình thấy nó là 105, bữa trước mình đặt là 0x0069 ha. Thì mình đặt theo kiểu số hexa, còn ở đây nó in ra là kiểu số nguyên, cho nên rất có thể nó là cái device này nè. Thì ở đây mình sẽ sửa lại. Mình tắt cái chương trình này đi, mình sửa lại cho nó in cái vendor ID và product ID ra thành kiểu số số hết. Thì cái dòng này mình sửa, dòng này mình dùng một cái biến kiểu vstring, mình dùng cái hàm fprint của nó để mình in ra kiểu hexa. In ra kiểu hexa là phần trăm x đúng không? Ở đây mình muốn in ra bốn số, hình dạng là bốn số, chèn vào số 0 nếu mà không đủ bốn số, như vậy ở đây sẽ là 0x 04 04x ha. Rồi, ở đây mình dùng biến kiểu vstring cho nên mình phải chuyển nó về lại kiểu C, kiểu chuỗi C để nó in ra cái cout được. Thì mình dùng cái hàm chuyển đổi là to Latin chấm data. Tương tự như vậy với lại cái product ID. Trăm không bốn x. Scanbot. Lúc này các bạn thấy cái product ID và vendor ID nó in ra dạng số hết rồi nè. Bây giờ mình xem cái device này nè, đây, đây là cái device USB của mình nè. Có vendor ID là 0069 nè, product ID là 0001 nè. Đây là cái thông tin của cái device của mình nè. Nó có một interface đang sử dụng là interface 0. Nó có hai endpoint, một endpoint in và một endpoint out. Đây là địa chỉ của endpoint, địa chỉ 1 và địa chỉ 129. Thì sau khi chúng ta biết là có cái device USB của chúng ta nối với máy tính rồi, chúng ta sẽ học tiếp cái phần là chúng ta mở cái device đó lên, mở open cái bọt đó ra và chúng ta ghi dữ liệu xuống cho nó, đọc dữ liệu lên. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong các cái clip sau. Clip này của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ về tìm hiểu thêm về cái thư viện GP để chúng ta hiểu thêm về các cái khai báo ở đây, các cái hàm. Cái này chúng ta search trên Google rất là nhiều. Ở đây mình chỉ có thời gian để mình hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nó thôi.